hệ thống cửa hàng Gap bị thua lỗ lên đến 932 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, hệ thống cửa hàng quần áo Gap, tức là công ty anh em của Old Navy và Banana Republic, vào tuần này đã ghi nhận mức thua lỗ kỷ lục, thấp nhất trong lịch sử kéo dài suốt 50 năm qua. Ban giám đốc điều hành của Gap cho biết, vào thời điểm Tam Cá Nguyệt kết thúc vào ngày 2 tháng 5 vừa rồi, họ đã bị thất thoát lên đến 932 triệu Mỹ Kim. Hầu hết các chi nhánh trên toàn quốc cũng đã bị đóng cửa vì lệnh phong tỏa và cách ly với xã hội. Vì vậy mà doanh thu bán hàng giảm đi tới 43%. Để giúp cân bằng khoản thu chi cũng như né tránh nguy cơ bị phá sản, Gap hiện đang cố gắng vay mượn nửa tỷ Mỹ Kim. Tình hình thua lỗ hiện tại cũng khiến họ không thể trả tiền thuê mặt bằng theo đúng thời hạn, dẫn tới cảnh kiện tụng không đáng sẽ xảy ra.